Sự luân hồi, tiền kiếp là một chủ đề hấp dẫn với con người. Tuy nhiên hiện tượng này chưa hoàn toàn được khoa học công nhận. May mắn thay, thời gian gần đây hiện tượng này đã bắt đầu thu hút sự quan tâm nghiêm túc của nhiều nhà nghiên cứu và đã có nhiều phát hiện đáng kinh ngạc được tìm ra. Vậy, luân hồi tiền kiếp có thật không? Và làm thế nào mà một người có thể nhìn thấy và miêu tả cụ thể kiếp trước của mình? Niềm tin rằng con người có nhiều hơn một kiếp sống không phải là điều xa lạ với phần lớn chúng ta. Từ thời Plato, đã có một số triết gia cố gắng đưa ra những dẫn chứng về giả thuyết luân hồi. Chẳng hạn như Pythagore, theo ông, linh hồn con người có thể di chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác và cũng có thể di chuyển sang cơ thể của những sinh vật khác nữa. Chẳng hạn như động vật hoặc thậm chí cả thực vật. Với mỗi lần tái sinh mới, linh hồn lại mất đi ký ức về quá khứ của mình. Vì vậy, mỗi khi chúng ta sống cuộc đời của mình, chúng ta sẽ cảm thấy như thế chúng ta đang sống lần đầu tiên. Một lập luận nổi tiếng khác của Plato được đưa ra trong cuốn Phaedo cho rằng chúng ta thật sự có những hiểu biết mà không thể có được trong kiếp sống này. Ví dụ được ông đưa ra đó là khả năng hiểu được những kiến thức toán học như tưởng tượng về hình tam giác, hình vuông hay thậm chí là những phép cộng là những thứ mà chúng ta cảm thấy như thể đã nằm trong đầu chúng ta từ lâu. Và việc chúng ta nhận ra 1 cộng 1 bằng 2 hay một hình tam giác là như thế nào thực ra đã luôn ở trong đầu của chúng ta. Niềm tin về sự chuyển kiếp của các linh hồn đã phát triển mạnh mẽ và kéo dài qua nhiều thế kỷ. Benjamin Franklin, một thành viên trong nhóm lập quốc của Hoa Kỳ đã nói rằng tìm kiếm chính bản thân mình để tồn tại trên thế giới. Tôi tin rằng tôi dù dưới hình dạng này hay hình dạng khác đều sẽ luôn tồn tại. Trong thời kỳ hiện đại, bác sĩ tâm thần học Brian Weiss hiện đang là chủ tịch danh dự tâm thần học của Trung tâm Y khoa núi Sinai ở Miami, cũng có nhận định tương tự. Từ những nghiên cứu của tôi trong nhiều năm qua, tôi nhận ra chúng ta đều sẽ quay lại bằng các linh hồn giống nhau. Cơ thể vật chất có thể thay đổi và các mối quan hệ cũng có thể thay đổi, nhưng linh hồn thì không. Chẳng hạn như bà của bạn có thể quay lại như với hình dạng cháu trai của bạn. Trong quyển sách về tâm linh của nhà báo điều tra Michael Schmeichel có một ước tính rằng 25% dân số Mỹ tin vào luân hồi và con số đó chắc chắn cao hơn ở các quốc gia mà phần lớn người dân tin theo các tôn giáo như Phật giáo, Ấn Độ giáo. Tín đồ của các tôn giáo này xem nghiệp và luân hồi như là một phần gắn kết chặt chẽ trong tín ngưỡng của họ. Khi đề cập đến các bằng chứng mạnh mẽ nhất ủng hộ giả thuyết về sự tái sinh, không thể không nhắc đến các nghiên cứu của một bác sĩ tâm thần nổi tiếng người Mỹ, tiến sĩ Ian Stevenson. Một điều thú vị là Stevenson đã từng tỏ ra nghi ngờ về vấn đề quy hồi tiền kiếp. Nhưng ông vẫn cho rằng nguyên nhân của các chứng rối loạn tâm thần có thể xuất phát từ nhiều xung đột chưa được giải quyết ở tiền kiếp. Stevenson đã tập trung nghiên cứu về những đứa trẻ ở khắp nơi trên thế giới như Ấn Độ, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Lebanon và Mỹ. Hầu hết những đứa trẻ này có hành vi cư xử không bình thường, nói năng thô lỗ với cha mẹ và tin rằng bản thân chính là ông, bà trong gia đình của chính mình. Stevenson cũng đặc biệt chú ý đến các vết bớt và dị tật bẩm sinh ở những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp. Theo lời bọn trẻ, những vết bớt đó là những minh chứng cho vết thương gây ra tử vong bất thường của họ. Ông tuyên bố đã tìm thấy một số lượng đáng kể các trường hợp kiểu này. Tuy nhiên, các nghiên cứu này được cho là không đáng tin cậy. Dường như Stevenson đã mắc phải tâm lý thiên kiến xác nhận, chỉ mải đi tìm những bằng chứng cho một niềm tin sẵn có của mình. Trọng tâm các lỗ hổng trong nghiên cứu của Stevenson chính là những gì vị tiến sĩ thực sự làm, chỉ là thu thập các giai thoại. Chúng có thể được xem là hữu ích lúc ban đầu, nhưng không thật sự đủ vững vàng để xây dựng một giả thuyết. Trên thực tế, số trẻ em không nhớ về kiếp trước vượt xa số trẻ có thể nhớ. Nhưng ông chưa bao giờ thực sự cân nhắc về điều này. Những giả thuyết về sự luân hồi khác cũng được đặt lên trên bàn cân xem xét. Phó giáo sư Gabriel Andres tại Đại học Aisman thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đặt nhiều câu hỏi về tính chân thật của luân hồi trong nghiên cứu của mình, giả định luân hồi gắn với sự tồn tại của linh hồn. Sau khi con người qua đời, linh hồn từ bỏ cơ thể đó và nhằm vào một thân xác khác để tồn tại ở một kiếp sống mới. Vậy, nếu tính từ năm 8000 trước công nguyên đến nay, dân số loài người đã tăng từ 5 triệu lên đến 8 tỷ người. Trong trường hợp số linh hồn là không đổi, vậy thì khi dân số tăng lên, những linh hồn đó đến từ đâu? Sự thật là hầu hết chúng ta không thể nhớ về kiếp trước.
Vậy khi đã không có ký ức về kiếp sống đó, làm sao chúng ta có thể khẳng định mình đã được sinh ra một lần nữa? Những bằng chứng chống lại luân hồi cũng gây nên nhiều mâu thuẫn về tính chân thật của thôi miên quy hồi tiền kiếp, và chúng ta đã nhắc đến bởi luân hồi chính là tiền đề cho hình thức trị liệu này. Đứng trước một vấn đề mang tính xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của hai phía tin và không tin vào luân hồi, thì nhiều cuộc nghiên cứu đã được thực hiện để tìm hiểu sâu hơn. Báo cáo đầu tiên ghi nhận về việc con người truy cập vào ký ức tiền kiếp bằng trạng thái thôi miên được công bố lần đầu vào năm 1923. Một nhà ngoại cảm nổi tiếng có tên là Edgar Cayce, trong trạng thái xuất thần, đã liên tục trả lời các câu hỏi về kiếp trước và sự tái sinh cho vị khách của mình có tên là Arthur Lamers. Việc sử dụng thôi miên quy hồi tiền kiếp được cho là đã phát triển sâu xa hơn bởi Asa Roy Martin, người đã xuất bản cuốn sách nghiên cứu về luân hồi và tiến đến tương lai vào năm 1942. Các khái niệm về thôi miên quy hồi tiền kiếp cũng theo đó mà phát triển cho đến hiện nay. Thuật thôi miên quy hồi tiền kiếp được định nghĩa là một hình thức trị liệu bằng phương pháp thôi miên, thông qua việc đưa một số người trở về kiếp sống trước của họ, bằng cách tiếp cận những ký ức và trải nghiệm ẩn giấu trong tiềm thức của họ. Quá trình này đưa bạn thoát khỏi cuộc sống hiện đại ồn ào để đi đến trạng thái yên tĩnh, nơi việc tìm kiếm và xác định những ký ức được lưu giữ sẽ dễ dàng hơn. Những người thực hiện thôi miên quy hồi tiền kiếp thì đều tin rằng những vấn đề sức khỏe tâm thần khác nhau mà bệnh nhân gặp phải như rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc hay phiền muộn đều có thể bắt nguồn từ những trải nghiệm đau thương mà họ đã trải qua trước khi được sinh ra trong cuộc đời này. Là một người ủng hộ cho giả thuyết luân hồi, bác sĩ tâm thần học Brian Weiss cũng là người khởi xướng nổi bật nhất trong việc nghiên cứu và áp dụng biện pháp trị liệu này vào các bệnh nhân của mình. Trong tập sách bán chạy nhất của mình, ông đã khuyến nghị bệnh nhân nên sử dụng biện pháp thôi miên để vượt qua nỗi ám ảnh vì nó có thể đến từ những trải nghiệm từ kiếp trước. Bằng cách đối mặt với nỗi sợ hãi nguyên sơ của mình, bệnh nhân khi quay trở về thực tại sẽ bình tâm và dễ đối mặt với những vấn đề của họ hơn. Phương pháp trị liệu của bác sĩ Brian Wells đã trở nên nổi tiếng vì ban đầu ông không tin vào luân hồi. Tuy nhiên, sau khi gặp những bệnh nhân được cho là đã đưa ra chi tiết chính xác về kiếp trước, ông đã thay đổi suy nghĩ. Ông tin vào đầu thai và hiệu quả của việc quy hồi tiền kiếp không dựa trên niềm tin tôn giáo nào cả, mà từ quá trình hành nghề y của chính mình. Bác sĩ Brian Weiss cho biết, liệu pháp hồi quy chỉ đơn giản là đưa mọi người quay ngược trở lại thời gian mà họ đã trải qua, có thể là thời thơ ấu khi còn trong tử cung mẹ, và thậm chí là kiếp trước. Tôi nghĩ những điều này là có thật vì tôi đã gặp nhiều trường hợp trong hơn 20 năm qua. Giáo sư Nicholas Spanos từ Đại học Carleton thuộc Canada đã trình bày trong một nghiên cứu của mình về kỹ thuật để đi vào ký ức từ tiền kiếp như sau. Các đối tượng của cuộc nghiên cứu lúc đầu sẽ được thông báo rằng họ chuẩn bị được thôi miên. Sau khi tiếp nhận loạt câu hỏi được thiết kế để khơi gợi những ký ức về lịch sử và danh tính tiền kiếp của mình, họ phải ghi nhớ lại những thông tin mà bản thân có thể thấy được. Quá trình ghi nhớ có thể chỉ xảy ra trong 15 phút, nhưng để tìm kiếm về quá khứ của cái chết và linh hồn, thì trung bình một người thường cần tới 45 phút thôi miên. Phong trào sử dụng phương thức trị liệu này thực chất đã khá phổ biến với nhiều trường hợp được công khai. Jenny Kopkel, sinh năm 1953, một người bác sĩ trị liệu nắn xương khớp người Anh và là nhà văn, đã phát biểu rằng bản thân đã có những buổi thôi miên quy hồi tiền kiếp rất thành công. Từ các ký ức được khơi gợi lại một cách mạnh mẽ trong tiềm thức, Kopkel bỗng nhận thấy được sự gắn bó rõ ràng giữa chính mình hiện tại với bản thân mình trước khi được sinh ra trong kiếp sống này. Điều đó cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho Kopkel thực hiện nhiều tác phẩm liên quan đến những cuộc đời trước của bà. Trong cuốn Yesterday's Children, The Extraordinary Search for My Past Life Memories, tạm dịch là Những Đứa Trẻ Của Ngày Hôm Qua, Cuộc Tìm Kiếm Phi Thường Về Kiếp Trước Của Tôi, xuất bản năm 1993. Nhà văn đã miêu tả về ký ức kiếp trước của bản thân trong một cuộc đời đầy khó khăn. Khi bà là mẹ của nhiều đứa trẻ, trước viễn cảnh bản thân ra đi, bà mang theo một cảm giác tội lỗi, đơn độc và đau khổ khi biết mình đã bỏ lại 7 con thơ nheo nhóc. Kopkel lần theo những manh mối được tiềm thức để lại và cuối cùng bà đã tìm thấy người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự tại Ireland có tên là Mary Sutton. Ngay lập tức, Kopkel đã liên lạc với những đứa con của Mary và kết nối với họ để xác nhận lại các thông tin của mình. Kết quả khá bất ngờ khi các ký ức của Kopkel và họ đều trùng khớp ở rất nhiều điểm. Ví dụ như hình ảnh căn nhà máy tranh,
số lượng thành viên trong gia đình xuất thần, loại chỉ may mà bà Marie hay dùng, thậm chí là những sự kiện những đứa trẻ đã từng bắt được một con thỏ sống bên trong một cái bẫy. Một trường hợp khác cũng được công bố rộng rãi là câu chuyện của vị thuyền trưởng có tên Robert Snow. Sau khi bị thôi miên, Robert đã tự nhận mình là Carol Beckwith, một họa sĩ vẽ chân dung nhỏ đã sống và làm việc tại New York vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ban đầu, ông cũng tỏ vẻ không tin vào điều này. Nhưng kể từ sau chuyến đi nghỉ dưỡng tại New Orleans, ông đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Robert cho biết, khi ông bước vào một phòng trưng bày nghệ thuật trong khu vực, ông đã bắt gặp một bức tranh giống với những gì ông bắt gặp khi thôi miên. Bức tranh người phụ nữ gù lưng. Quá bất ngờ trước điều này, ông đã lục lọi các mảnh ký ức của mình và nhớ ra Beckwith đã có một cuốn nhật ký cá nhân và một quyển tự truyện chưa được xuất bản, hiện đang nằm trong một thư viện địa phương ở New York. Bằng cách liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền, Robert may mắn nhận được cuốn nhật ký của Beckwith. Lật từng trang giấy và đối chiếu với chính bản thân mình, Robert Snow nhận thấy 26 trên 28 điểm phù hợp với những chi tiết mà ông khám phá trong quá trình thôi miên quy hồi tiền kiếp. Trong số những trường hợp quy hồi tiền kiếp được công khai, thì trường hợp thôi miên quy hồi tiền kiếp nổi tiếng nhất được ghi nhận chính là câu chuyện của Bradley Murphy. Câu chuyện bắt đầu từ giữa thế kỷ 20, khi một nhà thôi miên có tên là Murray Bernstein, người đã thực hiện các cuộc thôi miên trong suốt 10 năm cho hàng trăm người, quyết định thử nghiệm một hình thức mới, đó là đưa ai đó quay trở lại nhiều kiếp sống trước. Sau quá trình tìm kiếm, ông đã chọn Virginia Tide, một người phụ nữ đến từ bang Colorado, bởi khả năng dễ rơi vào trạng thái hôn mê sâu của cô. Từ ngày 29 tháng 11 năm 1952 đến ngày 29 tháng 8 năm 1953, Bernstein đã thực hiện 6 cuộc thử nghiệm quy hồi cho Tide. Trong những buổi trị liệu đó, hình ảnh đầu tiên cô nhớ lại là cuộc đời ngắn ngủi của mình khi là một đứa bé đã mất đi, và sau đó một kiếp sống khác rõ ràng hơn được xuất hiện. Bridie Murphy, một phụ nữ Ireland từ thế kỷ 19, từ lần đầu tiên trải nghiệm với tư cách là Bridie, Virginia Tide đã đưa ra một loạt thông tin đáng kể về Ireland, nơi cô khẳng định mình chưa từng đặt chân đến bao giờ. Virginia Tide đã nói rằng, trong kiếp sống của Bridie, mình đã được sinh ra tại thành phố Cork vào năm 1798 và là con gái của một luật sư theo đạo Tin Lành. Cô có hai người anh, ở tuổi 20, Bridie đã kết hôn theo nghi lễ Tin Lành với một người công giáo, con trai của một luật sư khác tại thành phố Cork. Họ đã chuyển tới nơi khác sống và kết thúc cuộc đời năm 66 tuổi. Không có hồ sơ nào xác định những việc này là có thật tại Ireland. Mặc dù vậy, nhà thôi miên Bernstein vẫn viết một cuốn sách về trường hợp này với tên gọi Nghiên cứu về Bradley Murphy, cung cấp các chi tiết khiến một số nhà khoa học nghĩ rằng Virginia Tide thực sự là kiếp sau của Murphy. Khi cuốn sách này bắt đầu trở nên nổi tiếng và thu hút sự chú ý của giới truyền thông, thì một số phóng viên đã đến Ireland để điều tra và phát hiện ra rằng các chi tiết của Tide có một số sai sót. Chẳng hạn, Tide nói rằng Murphy đã sống trong một ngôi nhà gỗ. Nhưng trên thực tế, ở nơi mà cô cho là quê hương của Murphy lại không hề có ngôi nhà gỗ nào. Một sự thật khác là Bridie Murphy Cookell, một hàng xóm của Tide thời thơ ấu. Rất có thể cô ấy đã nghe những câu chuyện về Ireland từ người hàng xóm này và ký ức quay trở lại trong các buổi thôi miên, khiến Tide tin rằng đó là kiếp trước của mình. Trường hợp của Bridie Murphy được gọi là hiện tượng mất trí nhớ gốc. Quay lại với phó giáo sư Gabriel Andres, trong bài nghiên cứu có tên Is Past Life Regression Therapy Ethical, tạm dịch là thôi miên quy hồi tiền kiếp, có phù hợp về mặt đạo đức không? Xuất bản năm 2017. Ông đã nhận định phần lớn trí nhớ là một quá trình có chọn lọc. Chính vì vậy mà quá trình này diễn ra khi chúng ta nắm bắt một lượng thông tin khổng lồ và cần phải phân biệt chúng. Thông thường, chúng ta sẽ chọn những gì chúng ta muốn ghi nhớ và loại đi các thông tin còn lại. Ở những trường hợp đặc biệt khi các thông tin này quay lại, đối tượng tham gia có thể sẽ nghĩ mình một lần nữa đang sống trong một trải nghiệm cụ thể, trong khi thực tế đó chỉ là một ký ức hoặc tổng hợp của nhiều ký ức chúng ta đã nghe ở đâu đó mà vô tình quên mất. Thôi miên quy hồi tiền kiếp, nếu xét về khía cạnh liệu pháp tâm lý, có thể là một phương pháp hiệu quả trong việc giúp đỡ bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân đã tìm thấy sự nhẹ nhõm khi trải qua các liệu pháp này. Trong nghiên cứu về tính chân thật của thôi miên quy hồi tiền kiếp do tiến sĩ James Ford thực hiện, thôi miên quy hồi tiền kiếp được xem là rất có ích
trong trường hợp các bệnh nhân bị mất trí nhớ. Bằng trí tưởng tượng do tiềm thức tạo ra, người tham gia quá trình thôi miên này có thể khơi gợi lại những thông tin đã bị quên lãng. Vì vậy, ngay cả khi sự tái sinh không có thật và việc quay về tiền kiếp trước chỉ là một trò chơi nhập vai, thì trong đó bệnh nhân đã làm theo gợi ý của nhà thôi miên, thì nó vẫn có thể được chấp nhận về mặt đạo đức. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta có thể bỏ qua những mặt rủi ro đáng kể của hình thức trị liệu này, đặc biệt là khi nó có thể vượt xa những kết quả có lợi. Rủi ro lớn nhất của hình thức thôi miên chính là nhà thôi miên có thể lồng ghép những ký ức sai lầm vào đối tượng và do đó có khả năng gợi ý đối tượng cảm thấy chúng khá chân thật. Trên thực tế, trong quá trình thôi miên và quy hồi tiền kiếp, nhà thôi miên dễ dàng thao túng trạng thái tinh thần của đối tượng và khiến đối tượng đảm nhận vai trò của một nhân vật nào đó mà họ cho rằng đó là kiếp trước của người đấy. Vào năm 1990, một loạt các thí nghiệm do giáo sư tâm lý học người Mỹ Nicholas Panos được thực hiện đã kiểm tra bản chất của ký ức tiền kiếp. Theo đó, các mô tả và các bệnh nhân cho là tiền kiếp của mình được cho là ghi chép vô cùng sống động và chi tiết. Tuy nhiên, vị giáo sư cho rằng điều này không phải là dấu hiệu hợp lệ của một phương pháp trị liệu. Những đối tượng bị thôi miên có thể chỉ mong đóng tròn vai mà nhà trị liệu đã trông đợi ở họ, nên sẽ giải thích chi tiết hơn các sự kiện, ngay cả khi những sự kiện đó không thực sự diễn ra. Đồng thời, Nicholas cũng nhận thấy được mối tương quan đáng kể giữa sự chân thật của ký ức và niềm tin với đối tượng tham gia. Có nghĩa là niềm tin càng cao thì ký ức sẽ càng chân thật. Nghiên cứu của Nicholas đã đưa ông đến kết luận rằng tiền kiếp không phải ký ức mà thực sự là những cấu trúc xã hội dựa trên việc các bệnh nhân đã hành động như thể bản thân là một người khác. Nói tóm lại, ký ức có được từ thôi miên quy hồi tiền kiếp vẫn có thể là sai lầm, được cấy ghép thông qua sự mong muốn của người thôi miên. Việc lồng ghép những ký ức sai lầm và tâm trí của bệnh nhân tạo nên các hồi tưởng giả về những sự kiện đau thương từ kiếp sống trước. Từ đó, bệnh nhân nào thực sự tin đó là kiếp sống trước của mình thì sẽ dễ dàng gặp những ám ảnh tâm lý và tổn hại về tinh thần lâu dài. Vì thế, việc thực hiện biện pháp thôi miên này đã bị tâm thần học chính thống bác bỏ. Nhiều bác sĩ tâm lý xem đây là một hình thức phản khoa học và không có uy tín. Những tuyên bố về việc phục hồi được ký ức về tiền kiếp chỉ là tưởng tượng, ảo tưởng hoặc bịa đặt. Việc đề nghị một bệnh nhân quay trở lại kiếp trước để đối mặt với một sự kiện đau buồn nhằm điều trị một rối loạn tâm lý. Nếu xét về khía cạnh niềm tin về giả thuyết luân hồi thì đó là một việc hoàn toàn bình thường. Nhưng khi xét về mặt y học có thể coi là phi đạo đức. Mặc dù đã có rất nhiều câu chuyện về luân hồi hay kiếp sống khác phổ biến rộng rãi khắp nơi, nhưng nhìn chung khoa học vẫn chưa chứng minh được liệu con người có thể chết đi hay quay trở lại trong một hình ảnh khác hay không. Sự đáng tin cậy của thôi miên quy hồi tiền kiếp phụ thuộc vào câu trả lời cho câu hỏi phía trên.